Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 15 tháng 5 năm 2022. Trong sự cuồng nhiệt sôi động tại khắp các khán đài ở SEA Games 31, thực sự chúng ta đã mang đến một không khí lễ hội đối với tất cả các vận động viên, không chỉ là những đại diện cho Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, mà rất nhiều những vận động viên đến từ các quốc gia khác nhau, họ ấn tượng vì sự máu lửa, cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam. Và nếu như có thêm một huy chương vàng được trao cho một nội dung mở rộng nào đó thì có lẽ rằng nên trao ngay huy chương vàng cho chính những khán giả tại Việt Nam, thưa quý vị. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. U23 Singapore đối đầu U23 Malaysia, màn rượt đuổi kịch tính. Do thu về kết quả không tốt ở 3 lượt đấu, U23 Singapore bước vào cuộc đọ sức với cao thủ U23 Malaysia với nhiệm vụ bắt buộc phải giành 3 điểm nếu muốn giành vé đi tiếp vào bán kết SEA Games 31. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 3, U23 Singapore đã phải nhận gáo nước lạnh từ đối thủ khi Malaysia còn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Lukman Hakim. Bàn thắng này đến từ một sai lầm ở hàng phòng ngự Singapore. Sau đó họ đã vùng lên mạnh mẽ và chỉ 4 phút sau, họ đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nhờ cú sút xa tuyệt phẩm của Bin Sairan. Ở quãng thời gian kế tiếp, U23 Malaysia là đội chơi lấn lướt với các tình huống tấn công từ bóng bổng. Dù vậy, đến phút thứ thất bát, U23 Singapore bất ngờ vượt lên dẫn trước với sự tỏa sáng của Stewart. U23 Singapore phòng ngự chặt chẽ với hy vọng bảo vệ thành công thành quả này, song họ đã không thể đứng vững trước sự tấn công quá mạnh mẽ từ U23 Malaysia. Phút thứ 82, Binaja đã đánh đầu đầy uy lực, gỡ hòa 2 đều cho cao thủ Malaysia. Những phút cuối, trận đấu đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, đã có những pha bóng mất kiểm soát, có xô xát giữa hai đội. Tuy nhiên, 2 đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, U23 Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng đấu với 7 điểm, còn U23 Singapore họ gần như không còn cơ hội để vào bán kết. U23 Thái Lan hủy diệt ông vua Đông Nam Á tại SEA Games 31. Với đẳng cấp vượt trội hoàn toàn, không ngạc nhiên khi đội bóng xứ chùa vàng đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng cũng tới với U23 Thái Lan từ rất sớm sau pha chấp thời cơ của Chonapat. Trước đó là tình huống đá phạt rộ cột dọc của Warachit. Không lâu sau đó thì Chonapat tiếp tục có cơ hội, như lần này anh lại đưa bóng ra bên ngoài. Gephan cũng đã bỏ lỡ một cơ hội khi đối mặt với thủ thành của Campuchia. Khoảng thời gian tiếp theo, Thái Lan vẫn liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của đối thủ và điều gì đến cuối cùng cũng đã phải đến. Phút thứ 31, Wenatep chọc khe để Kodawich lách qua hai hậu vệ U23 Campuchia, kết thúc hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho cao thủ Thái Lan. Trước khi một khép lại, Warachit tận dụng cơ hội sau cú đá của Wenatep để đem về bàn thắng thứ 3 cho cao thủ U23 Thái Lan. Sau giờ nghỉ, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Mano Poking vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Họ đã tạo ra một cơn mưa bàn thắng thực sự. Khung thành của thủ môn Kim Huy liên tục bị bắn phá. Phút thứ 72, phút thứ 88, Thái Lan tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa và hủy diệt đối thủ chung cuộc 5-0. Với chiến thắng tưng bừng này, U23 Thái Lan đã leo lên vị trí thứ 2 ở bảng B với 6 điểm, kém Malaysia 1 điểm. Huấn luyện viên Thái Lan: tôi chẳng sợ Việt Nam. Trên sân rộng Thiên Trường vào tối ngày 14 tháng 5, Thái Lan như đã đưa tin ở phía trên, họ đánh bại Campuchia tới 5 bàn không gỡ và đang ở vị trí thứ 2 của bảng B. Xét vị trí hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Mano Poking có thể sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở bán kết. Chúng ta hiện tại đang tạm dẫn đầu bảng A. Được hỏi về khả năng này, chiến lược gia của Thái Lan khẳng định luôn: cá nhân tôi chưa biết sợ là gì và tôi cũng chẳng sợ đối thủ nào cả. Nếu gặp Việt Nam, đó cũng là một cuộc chiến của hai đội bóng cùng trên một sân vận động. Nếu phải đối đầu với đội chủ nhà, tôi sẵn sàng. Xin khẳng định lại, Thái Lan chẳng sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Việt Nam. Nếu muốn giành huy chương vàng, bạn phải chiến thắng tất cả. Thái Lan đang có 6 điểm. Ở lượt cuối ngày 16 tháng 5, họ sẽ chiếm đỉnh bảng nếu đánh bại Lào, trong khi Malaysia sẩy chân trước Campuchia. Trước mắt chúng tôi còn một trận và chúng tôi sẽ cố gắng để tận dụng cho cao thủ có thể nghỉ ngơi, hồi phục. Huấn luyện viên Poking ám chỉ khả năng kết quân để chuẩn bị cho bán kết. Nhưng nếu Malaysia mắc sai sót, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để lên ngôi đầu bảng, tránh đội nhất bảng A sẽ tốt hơn. Tiếp theo, mời quý vị khán giả của Vietnam Sport đến với những thông tin của kết quả bóng đá nữ. Tuyển nữ Việt Nam chút cơn mưa bàn thắng vào lưới Campuchia. Từ sáng ngày 4 tháng 5, sân Cẩm Phả đã nhộn nhịp khi hàng nghìn người đã xếp hàng từ rất sớm chờ lấy vé vào sân theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia. Khoảng 3 tiếng trước trận đấu, các ngã đường quanh địa điểm thi đấu đã rực một màu đỏ. Đánh bại đối thủ đáng gờm Philippines ở trận ra quân, nên đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là đủ điều kiện đi tiếp với vị trí nhất bảng A. Và đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung còn làm được nhiều hơn thế. Họ áp đảo ngay từ lúc khai cuộc, cầm bóng đến 90% và khiến khung thành của Campuchia luôn đặt trong tình trạng báo động. Ngay ở phút thứ 6, tỷ số đã được mở cho đội tuyển nữ Việt Nam khi Nguyễn Thị Vạn đánh đầu nối qua tay thủ thành Sopos. Sau đó, bóng gần như
chỉ luân chuyển qua chân cao thủ Việt Nam. Campuchia đến với giải năm nay gồm một đội hình đa phần là những cầu thủ 20 tuổi, nhằm mục đích để chuẩn bị cho SEA Games 32 sẽ diễn ra trên sân nhà vào năm sau. Họ vì vậy tỏ ra non kém, thiếu kinh nghiệm, thậm chí có cảm giác chỉ biết đứng nhìn Việt Nam múa may quanh khu vực cấm địa. Nếu thủ thành Sompos không ra vào hợp lý hơn và phản xạ xuất sắc thì Hải Yến hoặc Bích Thùy mỗi người đã ít nhất có một cú đúp. Tuy nhiên tài năng của Sompos cũng chỉ giúp Campuchia được đến như vậy mà thôi. Trong hiệp 2, khi Việt Nam tung ra những quân bài chiến lược vào sân để duy trì thể lực và cảm giác bóng cho bán kết, đối khách gần như vỡ vụn. Phút thứ 57, Hải Yến ghi bàn từ chấm 11m sau khi đồng đội bị phạm lỗi. Chừng 8 phút sau, Tuyết Dung sút phạt trực tiếp từ xa, đưa bóng vào góc cao, thủ thành của Campuchia không thể cản phá. Campuchia gần như không thể phản kháng và chịu thêm 4 bàn thua trong vòng 10 phút. Những người đã điền tên mình lên vào tỷ số lần lượt là Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, Vạn Sự và Dương Thị Vân. Mỗi dịp đội nhà ghi bàn, các cầu động viên trên sân Cẩm Phả lại được dịp reo hò, phân cao lá đại kỳ và nhảy múa ăn mừng, tạo ra một bầu không khí cực kỳ lễ hội. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng gặp bất cứ đội nào ở bán kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Tôi rất hài lòng khi cao thủ đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Campuchia để đứng đầu bảng A và đồng thời tiến vào bán kết. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội thể hiện mình. Tất nhiên, họ còn một số sai sót như việc chuyền bóng hỏng hay phối hợp chưa được ăn ý, nhưng những lần đá chính như thế này sẽ giúp họ được trưởng thành hơn." Cũng theo vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam thì ở trận đấu này, đội tuyển đã đạt được một số mục tiêu: có được ngôi đầu bảng, cao thủ không ai bị chấn thương, thẻ phạt và nhiều người đã ghi bàn thắng nên tinh thần rất tốt cho chặng đường tới đây. Trong khi đó thì huấn luyện viên Park Vu-ti cho rằng việc được gặp đội tuyển mạnh như đội tuyển nữ Việt Nam là cơ hội tốt cho học trò của ông. "Lần trước chúng tôi đã thua 0-10, cơn lần này chỉ thất bại 0-7. Đấy cũng là sự tiến bộ của cao thủ Campuchia rồi. Gặp đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng và lần này thì còn khó khăn hơn. Những trải nghiệm này sẽ đem lại cho học trò của tôi những bài học rất bổ ích." Đội tuyển nữ Việt Nam đã đứng đầu bảng A và sẽ gặp đội đứng nhì bảng B tại bán kết, mà nhiều khả năng sẽ là đội tuyển nữ Myanmar hoặc đội tuyển nữ Thái Lan. "Với chúng tôi thì gặp đội nào ở bán kết cũng đem lại những khó khăn. Myanmar hay Thái Lan đều có điểm mạnh và chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ này", huấn luyện viên Mai Đức Chung kết luận. Và chúng tôi xin được tiếp tục bản tin Vietnam Sport ngày 15 tháng 5 với những thông tin về Futsal. Hủy diệt Malaysia, đội tuyển Futsal Việt Nam tiến thêm một bước đến huy chương vàng SEA Games 31. Sau khi khởi đầu chệch choạc bằng trận hòa với Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã thi đấu khởi sắc hơn trong màn tiếp đón Malaysia ở vòng 2 môn Futsal Nam SEA Games 31 diễn ra tại nhà thi đấu Hà Nam vào chiều ngày 14 tháng 5. Sau khi bất ngờ bị đối thủ ghi bàn mở tỷ số từ sớm, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bùng nổ và lấn lướt Malaysia bằng 7 pha lập công trong quãng thời gian sau đó. Cú hat-trick của Nguyễn Thịnh Phát và cú đúp bàn thắng của Nguyễn Minh Chí không chỉ giúp cho đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc trước Malaysia mà còn góp phần giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua chính Indonesia để dẫn đầu cuộc đua vô địch. Dễ nhận thấy các tuyển thủ Futsal Việt Nam đã cải thiện khâu dứt điểm được rất nhiều, ghi bàn hiệu quả qua chiến thắng trước cao thủ Malaysia. Nhưng việc phối hợp tấn công và mối liên kết giữa các tuyến của đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn và chắc chắn. Hơn nữa, sau trận thảm bại trước Thái Lan, tuyển Futsal Malaysia cũng được nhận định là đội yếu nhất trong số 5 đội Futsal tham dự SEA Games ở kỳ lần này. Để hiện thực hóa tham vọng giành huy chương vàng SEA Games lần đầu trong lịch sử hoặc lọt vào top 2 chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn phải cải thiện nhiều điều trước khi lần lượt chạm trán Myanmar vào ngày 18 tháng 5 và Thái Lan vào ngày 20 tháng 5. Và cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 14 tháng 5 với rất nhiều những kết quả thực sự làm mãn nhãn của nước chủ nhà Việt Nam. Kết thúc ngày thi đấu 14 tháng 5 năm 2022, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 39 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 28 huy chương đồng, giữ vững vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương ở SEA Games 31. Trong 14 huy chương vàng có được ở ngày 14 tháng 5 của Việt Nam thì đội rowing đóng góp 4 huy chương vàng, bơi lội có 3 huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và đội bơi tiếp sức 4 x 100m nam. Môn điền kinh chúng ta giành 4 huy chương vàng. Cụ thể, Nguyễn Thị Oanh đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung sở trường chạy 5.000m và 1.500m tự do. Nguyễn Hoài Văn giành huy chương vàng ném lao. Lương Đức Phước giành huy chương vàng chạy 1.500m. Đấu kiếm, thể hình, ủ su, cờ tướng đóng góp mỗi bộ môn 1 huy chương vàng. Dương Thúy Vi đứng đầu bài thi thương thuật. Nguyễn Tiến Nhật thắng ở nội dung kiếm ba cạnh nam. Thái Lan với thế mạnh điền kinh tạm thời vượt qua Malaysia để chiếm lấy vị trí thứ hai với 14 huy chương vàng. Malaysia thậm chí còn tụt xuống vị trí thứ tư dù cùng có 13 huy chương vàng như Indonesia, song lại thua về số huy chương bạc. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.